Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 2 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 32. Chùa mình bây giờ giống như là một điểm mà tặng tượng Phật khắp nơi nơi mà quý Phật tử về để mà thỉnh tượng Phật. Như mới lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm, những đức tặng rất nhiều tượng Phật. Bây giờ mỗi tuần chủ nhật mà số lượng người thỉnh tượng Phật càng đông thêm, có nghĩa là người ta truyền miệng ra, và những đức chia sẻ Phật pháp thì cũng khuyên quý Phật tử gia đình tại gia nên có ngôi tam bảo, vì đây là đại nhân duyên đại phước báo. Khi mình làm ông bà cha mẹ mà mỗi ngày niệm Phật lễ Phật tại gia, nó có sức ảnh hưởng rất lớn cho con cháu. Con cháu nhìn ông bà cha mẹ như vậy, con cháu cũng học theo. Giống như có một gia đình này, cô này cô dẫn người đi niệm Phật, đi tu. Con cháu của cô nó càng ngày nó càng làm ăn nó tốt. Thì những đứa con làm ăn được nó nói rằng nhờ mẹ tôi dẫn người đi tu mà chúng tôi hưởng được cái phúc báo đó. Nên nó làm ăn nó có tiền, nó đưa tiền cho mẹ để mà có những người nào nghèo thuê xe cho nó đi tu. Mà nó càng làm như vậy thì cái gia đạo làm ăn càng ngày càng phát. Và thêm gia đình có ngôi tam bảo, dụng công tu sáng tối ổn định. Rồi có cái cô này cũng nói nguyên một cái xóm nó rất đông thầy, họ đi đến chùa mình. Và gia đình nào cũng có ngôi tam bảo, thỉnh tượng Phật ở chùa. Và chiều lại cái là cả cái xóm đó, tiếng niệm Phật của thầy rinh rang, cũng như là một cái làng Di Đà, niệm Phật rinh rang lên hết. Và buổi sáng cũng vậy, niệm cả cái xóm, họ dùng công tu. Mình nghe như vậy trong lòng mình rất là vui. Vui là cuộc đời của mình đi tu cũng làm những việc ý nghĩa. Đó là những đức có một phương hướng rất rõ ràng, đó là chuyên tu tịnh độ, niệm Phật, khuyên người niệm Phật, tự độ độ người, giống như tự hành quá tha vậy. Nên á, chùa của mình thì từng nào những đức cũng tặng tượng Phật và trở thành một điểm mà cho quý Phật tử khắp nơi thỉnh tượng Phật. Nên khắp nơi nơi nhiều người người ta cũng muốn tu phước tu duyên. Giống như Ấn Độ ngày dạy 10 công đức tôn tượng Phật, như là 10 công đức làm tượng Phật để mà cho người thỉnh. Đây là công đức xác thực.
Tại vì người ta thỉnh tượng Phật về, người ta phải thờ. Và gia đạo người ta niệm Phật lễ Phật. Có những gia đình mình chưa tu bao nhiêu, nhưng mà mình làm tượng Phật để cho người ta khuyến thỉnh. Giống như tượng Phật những đức đặt đều là trả tiền. Nên khắp nơi nơi chúng ta đủ duyên thì chúng ta cùng chúng ta làm tượng Phật để mà cho quý Phật tử khắp nơi 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 thỉnh tượng Phật. Bây giờ chùa mình là làm xuyên suốt. Như tuần này hơn 200 bộ tượng Phật khắp nơi nơi về thỉnh. Và bây giờ tiếp tục những đức đang đặt một chỗ làm 500 bộ tượng Phật. Một bộ cứ một chiều. Đang đặt 500 bộ. Và có một chỗ như đức đặt 200 bộ. Và có một chỗ như đức đặt mấy trăm bộ. Cứ đặt nhiều chỗ gì. Và tổng cộng lại là 1000 bộ tượng Phật để tặng ngay ngày lễ Phật đản. Nhớ quý vị khắp nơi nơi về được thỉnh tượng Phật. Và mỗi tuần thì những đức cứ tặng tượng Phật suốt, họ làm tiếp tục làm suốt để tiếp tục cho quý Phật tử khắp nơi nơi thỉnh tượng Phật. Nên qua những bài giảng này, những đức khuyên tất cả những người tu tịnh độ, gia đình nên có ngôi tam bảo. Dù là không tu tịnh độ, gia đình cũng có ngôi tam bảo. Vì những pho tượng ở chùa mình, những đức làm những pho tượng này, tượng Phật rất đẹp. Gia đình có một ngôi tam bảo rất là trang nghiêm. Cũng như có một gia đình này, và rất nhiều gia đình gặp những đức nói rằng khi gia đình của họ thỉnh tượng Phật ở chùa mình và theo sự hướng dẫn của nhà chùa niệm Phật lễ Phật để an vị Phật, thì bây giờ hàng cư sĩ khắp nơi nơi người ta cứ như vậy để mà tôn tượng Phật và an vị Phật. Và họ nói với những đức rằng rất là tiện lợi. Gia đình của họ làm bàn thờ xong tôn tượng lên, trang trí bàn thờ, rồi họ bật điều niệm Phật lễ Phật lên và họ dự một thời khóa tu. Gia đình tập trung lại và rủ thêm một số người bạn đồng tu đến đi niệm Phật lễ Phật, rồi xong phóng sanh. Đó là cái ngày an vị Phật. Thì họ nói rằng rất tiện lợi, thầy chỉ chúng con đều làm được hết. Gia đình được có ngôi tam bảo và ai đến nhà cũng rất hoan hỷ khi gia đình có thờ Phật Bồ Tát, tượng Phật rất đẹp. Và có một gia đình này gặp những đức nói rằng là khi thờ Phật một tuần lễ đầu ở trong gia đình thì tối đêm đó họ ngủ, họ thấy giống như trong gia đình họ giống như là ông bà tổ tiên chưa siêu thoát mà cũng quỳ trước Phật để niệm Phật lễ Phật. Họ hỏi những đức những việc như vậy thì sao thầy? Những đức nói quá tốt. Giống chùa mình á, càng nhiều người tu chừng nào thì chùa càng thịnh chừng này. Trong cái gia đạo mình mà có thờ Phật Bồ Tát, nhờ cái đức của Phật Bồ Tát mà mỗi một gia đình đều có những người mắc chưa siêu, đều có hết. Mỗi vùng đất đều có người mắc chưa siêu, từ Thăng Bằng Quyến Thuộc cho tới Quán Thăng Trái Chủ, hay những người mang nghiệp phá thai, hương linh thai nhi theo suốt. Bây giờ gia đình mình đã có thờ ngôi tam bảo thì tức khắc dù cảnh giới quỷ thần cũng tôn trọng cái đức Phật Bồ Tát. Gia đạo mình mỗi ngày niệm Phật lễ Phật nữa, gia đình tự nhiên bình yên, mọi việc tốt đẹp. Cái điều này nó quá tốt. Nên âm siêu thì dương lợi. Tại sao rất nhiều gia đình người ta thỉnh tự Phật ở chùa mình đem về thờ, người ta nói có những điều cảm ứng mà bất khả tư nghì, cảm ứng thù thắng lắm. Những đức nói cái cảm ứng này nhờ cái đức Phật Bồ Tát và nhờ mình niệm Phật lễ Phật, gia đạo nó bình yên hiền hậu, gia đạo càng ngày càng tốt, con cháu mình cũng hiền hậu. Tự nhiên cái gia đình thờ Phật Bồ Tát, cái con cháu tự nhiên nó hiền lại. Rồi ông chồng ông đỡ rượu chè, hoặc là bản thân mình cảm thấy đi làm về nhìn vào gia đình thấy có thờ Phật Bồ Tát, giống như có một cái gì đó ấm áp lắm quý vị, đặc biệt lắm. Mà nhất là nhiều người người ta thỉnh tượng Phật ở chùa mình về
nó có nhiều cái cảm ứng vô cùng là đặc biệt tuyệt vời. Nên những Đức khuyên quý vị là phải đích thân chân thật gia đình của mình đến để thỉnh tượng Phật. Thì đa phần tượng Phật như Đức cúng dường cho quý vị không có nhận tiền. Và những Đức đặt tượng Phật khắp nơi nơi thì Phật tử khắp nơi nơi cùng chung tay những Đức tu phước tu duyên để mà làm tượng Phật, để mà cúng dường cho mỗi gia đình thì đều là tặng. Ai cúng dường thì những Đức tiếp tục làm tượng thêm, cứ vậy thôi. Thì quý vị biết rằng là phải gia đình, người trong gia đình đến để khuyến thỉnh tượng Phật đem về. Cái điều này rất là hay. Và tất cả những vị trưởng đoàn cũng nên khuyên người ta như vậy, để người ta có một cái tâm thành kính, cái tâm cung kính đến để mà ta thỉnh tượng Phật. Việc này rất là quan trọng. Quý vị biết rằng là mình ngày xưa có gia đình mà mình còn ông bà cha mẹ đến đem chầu cao đến để rước vợ về cho mình. Còn bây giờ mình thỉnh Phật Bồ Tát mà bản thân của mình không đích thân đến, hoặc là không chân thật cung kính để khuyến thỉnh, việc này mình hơi lỗi đạo nhiều lắm đó quý vị, nhớ kỹ. Nên những Đức khuyên quý Phật tử, nhà nhà nên có thờ Phật Bồ Tát. Và cái tâm niệm những Đức là nguyện rằng là nhà nhà có thờ Phật Bồ Tát, để gia đình đều có niệm Phật lễ Phật, có thờ khóa tu. Thờ khóa tu 4 chữ cũng được, 6 chữ cũng được. Gia đình lúc nào cũng có tiết niệm Phật. Trên bàn thờ có đèn bông sen, nhớ trên bàn thờ có đèn bông sen. Và quý vị chỉ cần bật cái thờ khóa tu, niệm địa chung lễ Phật lên là vì an vị Phật được rồi. Nếu mà có bạn đồng tu thì rủ đến, còn nếu không thì gia đình mình, còn nếu nhà mình ít người thì một mình cũng được. Nếu quý vị có điều kiện thêm chút làm lễ phóng sanh thì đọc tam quy y xong phóng sanh, ngay ngày an vị Phật của chúng ta, niệm Phật lễ Phật xong phóng sanh. Cái lễ này thì gia đình tại gia đều làm được hết, gia đình tại gia đều làm được hết. Còn nếu có quý thầy khuyến thỉnh quý thầy mà sợ quý thầy không chuyên niệm Phật, thà mình chuyên niệm Phật, mình nghe thầy giảng gì mình hiểu rồi, mình chuyên niệm Phật, mình tại gia đình mình tôn tượng, mình thiết kế làm sao bàn thờ Phật của mình, nếu mà có điều kiện thì làm bàn thờ cho trang hoàng đẹp. Còn nhà chặt chội hay điều kiện mình ít chút thì mình có cái miếng kiết mình gác lên mình thờ Phật thì cũng được. Có nghĩa là tùy theo nhân duyên của quý vị, gia đình quý vị, để mà mình tôn tượng Phật, mình thờ Phật Bồ Tát. Nên rất là nhiều Phật tử khắp nơi nơi bây giờ về thỉnh tượng Phật, chùa mình trở thành một địa điểm mà cho thỉnh tượng Phật. Rồi khắp nơi nơi Phật tử chúng ta tu tạo phước duyên 10 công đức làm tượng Phật. Đây là công đức rất thù thắng. Tại vì sao? Nhờ mình làm tượng Phật người ta mới thỉnh tượng Phật, mà thỉnh tượng Phật người ta thờ thì người ta phải niệm Phật. Quý vị coi trong cái mùa dịch, nếu như mỗi một gia đình đều có thờ Phật Bồ Tát, gia đình đều có thờ khóa tu, mỗi ngày đều được nghe Pháp để được nhắc nhở bình an, thì gia đạo này tức khắc có một điểm nương tựa bình an vô cùng. Quý vị phải nhớ. Nên những Đức suy nghĩ từ cái mùa dịch đó, mà bây giờ những Đức phát động chương trình lên để mà cho quý Phật tử khắp nơi nơi thỉnh tượng Phật, gia đình đều có ngôi tam bảo. Mà gia đình đời của mình mà niệm Phật lễ Phật, con cháu nhìn theo và tiếp tục con cháu niệm Phật lễ Phật. Ông bà cha mẹ có đức, cái đức đó thật sự có. Cái đức ông bà cha mẹ như vậy đặc biệt, cái đức ông bà cha mẹ niệm Phật lễ Phật nghe Pháp, quý vị sống vui, sống an lạc. Quý vị mỗi ngày nghe Pháp niệm Phật lễ Phật, gia đình có ngôi tam bảo. Từ từ rồi mình làm ông bà cha mẹ mình dễ tính, vui vẻ, an lạc. Con cháu nhìn, ồ đời của ông bà cha mẹ tôi tu hành nghe Pháp niệm Phật lễ Phật an lạc vui vẻ, tôi phải học theo. Giống như những Đức kể câu chuyện mà Đại sư Liên Trì là vị tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông, khi ngài mà đến nhà của một bà lão mà
thấy bà lão mỗi ngày niệm Phật lễ Phật. Thì đại sứ Liên Trì ngài hỏi: bà lão niệm Phật lễ Phật như vậy có được lợi ích gì? Thì bà mới kể rằng năm xưa khi chồng bà còn sống, ông cũng thường khuyên gia đình niệm Phật lễ Phật. Ông sống rất là vui vẻ, rất là an lạc. Nhưng mà gia đình có khi không nghe. Nhưng mà khi cặn tử nghiệp của ông ra đi rất là tự tại, rất là an lạc. Thì gia đình, con cháu đều học theo. Thì ý ráng thôi quý vị, bản thân chúng ta làm ông bà cha mẹ mà nghe đạo tu hành an lạc vui vẻ, thì chắc chắn rằng sức ảnh hưởng đó từng đời gia đạo mình học theo. Đó gọi là ông bà cha mẹ có đức, con cháu mặc sức mà ăn. Gia đình có tượng Phật, đâu phải thờ chỉ có một đời mình đâu. Một bộ tượng Phật như vậy thì đời của mình xong, đời con cháu mình tượng Phật vẫn còn. Hoa tượng thờ mà ai mà làm động đậy đến đâu. Nên cái việc mà làm tượng Phật để cho người ta thỉnh tượng Phật và dạy người ta tu hành tại gia, việc này rất là hay. Chùa mình bây giờ thì Phật tử khắp nơi về rất là đông. Mỗi tuần thứ bảy chủ nhật về rất đông, càng ngày càng đông. Thì bây giờ những đức càng phát động cái chương trình khóa tu tại gia và gia đình có ngôi tam bảo. Còn mỗi lần lễ thì những đức làm tượng Phật rất là nhiều. Như những đức nói với vị rồi đó, Phật đản đến những đức làm tới 1000 bộ tượng Phật. Thì khắp nơi chúng ta nghe như vậy, mình chung tay, mình tu phước tu duyên cùng với thầy để làm tượng Phật tặng cho người. Và làm 30.000 cái đèn bông sen, 30.000 chiếc khăn để tặng với Phật tử. Thì trong ngôi tam bảo có người đứng đầu phát tâm để làm, thì chúng ta nhiệt liệt cùng chung tay với nhau để làm đó. Thì quý vị biết rằng là việc này là việc tu phước tu duyên tốt mà quý vị. Tất cả những việc những đức làm đều là chân thật đem pháp môn tịnh độ giới thiệu, nhiệt tình hết mình luôn đem tịnh độ giới thiệu. Những đức thường đọc cái bài kệ rằng: cõi thế trăm năm một kiếp người, ai rồi cũng phải trở về thôi. Phải sống sao cho thật ý nghĩa, để buổi ra đi nở nụ cười. Chúng ta phải sống làm sao cho ý nghĩa. Ý nghĩa là gì? Làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, nhiệt tình hết mình làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Ý nghĩa nhất là đem pháp môn tịnh độ giới thiệu, dùng đa dạng phương tiện đem tịnh độ giới thiệu. Bây giờ chùa của mình, hòa thượng cũng đang khai móng xây chùa. Một ngôi chùa hòa thượng nêu lên rằng cả 1000 người ở, nên khắp nơi mình có điều kiện tu phước tu duyên. Những đức nói đây là một cái cơ hội. Tại vì sắc một là những đức còn rất là trẻ. Hòa thượng xây thì hòa thượng giao cho những đức để mà những đức điều chỉnh cho các cụ già ở. Đây là một nhân duyên đặc biệt, cơ hội, thật sự cơ hội để tu phước tu duyên. Nhiệt tình hết mình để cùng tu phước tu duyên. Đây là cơ hội quý vị à. Sanh không mang đến, chết không mang đi. Tại sao chúng ta không tạo cái mà mình cầm theo được? Bản thân những đức mỗi ngày cũng ăn 3 buổi cơm, làm việc cực lực nhiệt tình, hết lòng hết dạ đem Phật pháp giới thiệu. Nên những đức cũng khuyên quý Phật tử khắp nơi, nhất là những vị trưởng đoàn, phát động chương trình dẫn người ta đi tu. Nhiều người tu chừng nào thì kiếp nạn nhân sinh càng quá giải chừng nấy, càng nhiều người tu thì kiếp nạn càng quá giải. Nên chúng ta chân thật đem Phật pháp giới thiệu. Nhiều người nói rằng là cái dùng của họ khi đi đến chùa mình tu tập, mỗi lần lễ vía hay thứ bảy chủ nhật họ dẫn người đi tu, vì mà cái nơi của họ càng ngày càng tốt đẹp, càng ngày càng bình an. Những đức gặp rất là nhiều trưởng đoàn nói rằng cái nơi của họ năm nào cũng bão, năm nào cũng cái này kia, không ổn định. Như vậy mà từ khi dẫn người đi tu, bây giờ cả xóm biết niệm Phật lễ Phật, nghe thầy giảng, còn có máy niệm Phật, đeo máy niệm Phật khắp nơi nơi. Vì đó mà cái nơi của họ càng ngày càng tốt đẹp. Thì quý vị thấy rồi, vạn đức hồng danh, nhờ công đức mà chuyển hóa nghiệp trước. Nên gia đạo mình có thờ có tam bảo, gia đạo của mình càng ngày càng bình yên. Ông bà tổ tiên của mình chưa siêu cũng nghe niệm Phật lễ Phật. Nên những đức nói rằng trong gia đình để máy niệm Phật xuyên suốt cả ngày lẫn đêm. Cái nơi ở của mình bóc máy niệm Phật nhỏ, niệm suốt ở trong gia đình của mình. Đừng có lo, nhiều người ta không hiểu, ta nghĩ rằng trong gia đình có để máy niệm Phật giống như gia đình có người chết vậy, vì người ta không đủ duyên đủ phước để nghe đó quý vị à. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết ngày nói rằng cái người mà nghe có Phật hiệu mà sợ là đây là những chúng sanh thiếu duyên thiếu phước, hoặc là những chúng sanh
đọa lạc vừa mới sinh lên, nên chưa đủ phước duyên để nghe được danh hiệu Phật. Quý vị coi như trong chùa mình, người ta đi vô chùa mình đi đâu cũng nghe câu Phật hiệu, người ta cảm thấy nó bình an, một cái từ trường nó tốt vô cùng. Nếu mà từ trường chùa mình không tốt, vì sao mỗi tuần thứ bảy chủ nhật người ta về đông, thiệt là đông như vậy. Quý vị coi những buổi giảng nhân đức, tuần nào thứ bảy chủ nhật người ta cũng rất là đông, bao nhiêu đoàn người ta đến để người ta tu tập. Nên những đức thường khuyên tất cả những vị trưởng đoàn phát động chương trình dẫn người ta đi tu. Còn mạng internet thì những đức khuyên nhiều người lập trang website để đem những buổi giảng truyền tải, vừa tu phước tu duyên được, mà chúng ta cũng có thể có được chút đỉnh tiền để mà trang trải cuộc sống, và chúng ta có thể làm những việc thiện việc tốt được. Nhất là cái quan trọng nhất, bởi vì đem Phật pháp giới thiệu, đem Pháp môn Tịnh độ giới thiệu, chân thật nhiệt tình mà làm, hết lòng hết dạ chân thật mà làm. Nên những đức nói rằng là mỗi một buổi giảng của những đức, nhiều người quý vị chỉ cần bị đầu tư mua một chiếc máy quay phim, mua một chiếc máy quay phim, cái buổi giảng những đức mà mỗi buổi giảng bị đặt chiếc máy quay phim về, quý vị mà tập làm phim nghe, làm phim những đức thấy không có khó, tập làm. Mà từ nó những buổi giảng những đức vừa giảng chưa làm phim đưa ra, quý vị đem về quý vị làm liền. Những đức nói quý vị lập cái trang, cái trang quý vị rất là mau phát triển, cực kỳ mau phát triển luôn. Cái cách đó là cái cách mà cái trang quý vị cực kỳ mau phát triển. Mà cái trang của mình cũng như là một cái công ty đó. Khi mà cái trang mình nó phát triển mở rộng ra, những đức thấy có những buổi mà cái trang của người ta mà những bài giảng như đức nó lên số lượng chưa được một ngày mà mấy chục ngàn người coi, thì vị biết rằng là cái cách làm như vậy là cái trang rất mau phát triển. Nên bản thân mình mỗi ngày đều tu phước tu duyên. Cái quan trọng là tu phước tu duyên đó quý vị. Cái tu phước tu duyên là đem Phật pháp giới thiệu cho người ta, nhiều người nghe được nhờ, nhiều người nghe được lợi, ta giúp cho người ta lìa khổ được vui. Cái này là cái cực kỳ quan trọng, chân thật phát tâm mà làm. Trong cái thời cuộc mà mạng internet phát triển, chúng ta chân thật nhiệt tình đem Phật pháp giới thiệu, rồi mỗi ngày người ta được nghe, nhắc nhở người ta cởi mở tâm tư, gia đình lại có ngôi tam bảo, mỗi ngày niệm Phật lễ Phật. Quý vị coi một gia đình như vậy nó đặc biệt cỡ nào, biết đủ thì thường vui chứ làm sao. Đây là cái rất quan trọng quý vị à. Nên nhiệt tình hết mình chung tay với nhau, từ những người trong chùa cho tới hàng phước cư sĩ khắp nơi nơi, chung tay với nhau để chân thật nhiệt tình đem Phật pháp giới thiệu, đem Pháp môn Tịnh độ giới thiệu. Cuộc đời con người mình sanh không mang đến, chết không mang đi đó quý vị à. Nó ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng mà, được mắc bại thành bỗng hóa hư không. Cuộc đời con người chúng ta dù có sự nghiệp lớn lao cỡ nào, nhưng chúng ta đâu có cầm sự nghiệp theo được đâu. Chúng ta chỉ có cầm một là phước, hai là tội. Hai thứ này đi theo mình. Nếu như mình không có phước thì mình cầm tội đi theo, một đời đi qua uổng phí lắm. Nên bản thân bây giờ phải tu nhân tích đức niệm Phật. Con người ai cũng đi đến tuổi già, nên chúng ta cần nghe pháp niệm Phật. Nên hàng Phật tử khắp nơi nơi mà về đây những ngày chủ nhật mà ngồi nghe pháp đông đúc, háo hức vui vẻ như vậy, những đức nó công nhận là cái từ trường này quá tốt, tích tụ cái nguồn năng lượng cực kỳ cao. Rất nhiều người gặp những đức nói rằng nhờ mỗi tuần thứ bảy chủ nhật đi đến chùa mình nghe pháp mà trong lòng họ an lạc vui vẻ, họ thấy cái công việc làm của họ một tuần lễ qua rất là mau. Có nghĩa là một tuần lễ, thời gian một tuần lễ họ qua rất là mau. Vì sao? Họ an lạc, họ vui vẻ, nên một tuần lễ qua mau chứ. Những đức nói quý vị đừng bao giờ nói rằng tôi bận biểu cái gì, bận biểu cái gì đó mà tôi không đi đến chùa tu tập được. Quý vị nhớ, cái việc đi đến chùa tu tập mỗi tuần thứ bảy chủ nhật là cái cực kỳ quan trọng để tích tụ cái nguồn năng lượng. Nếu như mình xa chùa giết mình bỏ tu luôn, xa chùa giết bỏ tu luôn. Nên chúng ta gần gũi chùa để mồi cái lửa tu, mồi cái lửa niệm Phật. Đây là cái cực kỳ quan trọng, mồi cái lửa tu, mồi cái lửa niệm Phật. Đây mới là cái nguồn gốc mà chúng ta được thân người và chúng ta gặp Phật pháp. Nên gia đình có ngôi tam bảo, niệm Phật lễ Phật, tại gia cỡ nào cũng giữ tờ khóa tu sáng tối. Những tờ khóa như Đức đưa ra cho quý vị là tại gia bị tu được chỉ có một tiếng đồng hồ hoặc tiếng 5 phút thôi, mà gia đình ấm áp vô cùng, gia đình có thờ ngôi tam bảo. Đây là cái đức để gia đạo được bình yên, gia đạo thịnh vượng, gia đạo được tốt đẹp.
nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị gây dựng tín nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.